thứ bảy này. Why Dominic sẽ chính thức trở lại. Ba mươi bốn đội bóng. Bảy mươi hai trận cầu này lừa. Nơi chứng kiến sưu tầm để đời, khoảnh khắc thăng hoa, vỡ òa cảm xúc. Giải bóng đá Y Double League đến thứ năm 2016. Sân khấu của những ngôi sao hòa bình.